Biết phải cứu ai bây giờ? Cứu tôi, mau cứu tôi đi mà. Tôi quyết định sẽ cứu hai người, bởi vì hai người sẽ hơn một người. Chúng tôi sẽ trả ơn cho bạn khi có thể. Đừng mà, mau cứu tôi với. Rất tiếc, tôi chỉ có thể cứu một bên mà thôi. Bây giờ tôi phải trở về nhà rồi. Quất cái gì thế này, kia chính là cái thằng mình không cứu. Anh em đâu chính là nó đấy. Hôm nay phải cho gia đình nó một bài học. Đừng mà, mau thả em gái của ta ra. Nếu không thì đừng có trách. Mày dám manh động thì nó đằng xuất luôn. Anh trai, anh mau chạy đi. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Anh bạn, đừng quá lo lắng, đã có tôi ở đây rồi. Còn có cả tôi nữa, cứ giao bọn này cho chúng tôi. Một con người xương bị ánh nắng thiêu rồi, nhưng bỗng nhiên lại biến ra một cô gái xinh đẹp. Đây có phải là phần thưởng dành cho tôi? Cô gái có làn da trắng như tuyết, với một thân hình hết nước chấm luôn. Nhìn thôi là đã thấy ngon rồi. Bây giờ tôi sắp kiệt sức vì đói. Cô gái này lại quá là thơm ngon. Đúng là ngon hết nước chấm. Gáy gì mà to thế hả? Niệm luôn. Tôi đã đến một ngôi làng và giúp mọi người, giúp dân làng thoát khỏi những con quái vật. Tôi lần lượt tiêu diệt từng con, nhưng thế này tôi cảm thấy game quá nhàm chán. Bất ngờ tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tôi sẽ chuyển chế độ của trò chơi. Tôi muốn trò chơi này trở nên thú vị hơn. Tôi bắt đầu chọn chế độ cài đặt, chuyển từ chế độ dễ sang chế độ siêu khó. Nhưng siêu khó với tôi cũng quá là đơn giản, vì tôi chính là vua sinh tồn. Chế độ siêu khó đã được áp dụng, thì bất ngờ những con quái vật trở nên đáng sợ hơn. Chúng cũng chuyển sang chế độ giận dữ, không còn là những con quái vật chậm chạp hiền lành. Bây giờ chúng đã trở lên có sức mạnh to lớn. Tất cả sinh vật trong game đã bắt đầu thay đổi. Chúng trở thành những con quái vật siêu to khổng lồ. Con zombie này đang rất bình thường, bỗng dưng trở lên to lớn. Chế độ siêu khó đáng sợ như vậy sao? Tất cả quái vật đã tìm đến chỗ tôi. Tôi đang bốc phét với dân làng thì thấy lạnh sống lưng. Lúc quay lại xem thì ối rồi ôi, quái vật ở đâu ra mà khổng lồ thế này? Ở kia đang bán cái gì vậy? Tôi sẽ mua thử xem thế nào. Có vẻ như là cửa hàng này bán sữa tươi. Sữa tươi ngon hơn sữa hộp. Tôi sẽ thử một cái. Ông chủ, bán cho tôi một xô sữa tươi. Được thôi, của anh đây. Tôi sẽ uống thử ngay tại chỗ cho các bạn xem. Đúng là sữa tươi nguyên chất. Nhưng ông ta lấy sữa ở đâu chứ? Tôi có thấy nuôi con bò nào đâu. Sao ông ta trông có vẻ nén nút bí mật thế? Hình như có điều gì đó mờ ám ở đây. Tôi sẽ nén đi theo để xem thử. Cái biển này có ý nghĩa gì chứ? Tại sao lại phải cấm người chơi? Chúng mày đang làm cái quái gì vậy hả? Không phải là lấy sữa tươi. Rồi sữa tươi ở đâu mà ra chứ? Tất cả chúng mày xuống địa ngục. Đừng thằng nào mong sống sót. Mau đứng lại, không thì đang xuất hết. Bọn kia mau đứng lại. Vãi o, chúng nó có xe bỏ trốn rồi. Tôi sẽ tìm thằng chủ để giải quyết. Nó dám bán sữa tươi cho tôi uống. Thảo nào cứ có vị lạ lạ. Thằng này cho xuống 18 tầng địa ngục luôn. Này, anh đang bán cái gì vậy? Đây chính là vũ khí mới cập nhật. Vậy sao? Mau bán cho tôi một cái. Đây là lục bảo của anh. Được rồi, hàng của anh đây, cầm lấy và tự chơi đi nhé. Đã kèm theo hướng dẫn sử dụng. Được rồi, cảm ơn ông chủ. Không có chi. Bây giờ mình cần tìm cái gì đó để thử sức mạnh của vũ khí mới mua. Hai cái đứa kia đang làm cái gì vậy? Sao mình lại có cảm giác gì lạ thế nhỉ? À đúng rồi, mình sẽ thử vũ khí mới ở đây. Chỗ này có vẻ được rồi đấy. Bây giờ chỉ cần xếp hình lên một độ cao phù hợp, sau đó là vẽ một đường thẳng xuống bên dưới. Như này mình thấy có vẻ ổn rồi. Các bạn hãy cùng xem sức mạnh của vũ khí mới. Mình sẽ thử nó ngay bây giờ. Hai đứa kia chính là mục tiêu để thử. Bây giờ thì lôi vũ khí mới mua ra, lấy đà và nhảy xuống. Đây sẽ là màn thử vũ khí bá đạo nhất. Này, có tiếng gì thế nhỉ? Đi xem làng này có gì để ăn xin chút nào. Này, có tiếng gì vậy chứ? Tôi sẽ vào xem nó đang làm cái gì. Này, mày đang làm cái quái gì vậy? Còn kia nữa, mày đang xem cái gì thế? Chỉ là phim hoạt hình thôi mà. Để tao xem thử. Phim hoạt hình gì mà toàn quy bù thế này? Lại cái gì nữa đây? Ghế này mát xa mông mà. Đúng là sở thích kỳ lạ. Cái gì nữa kia? Khăn giấy và bình xịt keo. Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Lối sống văn hóa mày để đâu? Tôi thích cuộc sống này mà. Này, có tiếng đứa nào đấy? Á đồ, sao lại có người trong máy giặt? Thằng này không phải con người nữa rồi. Nhốt cả người trong máy giặt để làm gì hả? Này, tôi không biết gì cả. Đừng mà, đừng bắn tôi. Tôi vẫn chưa muốn đăng xuất. Cứu tôi với. Đi xem kiếm ăn được gì không nào. Này anh bạn,
Tôi muốn trao đổi, tôi muốn đổi một ngọc lục bảo, lấy một cái gì đó của anh cho lại tôi cái gì cũng được, nhanh lên đi chứ. Có cái nịt nhé. Mau đứng lại, thế mà cũng bị nó lừa. Thôi, coi như là của đi thay người vậy, chúng ta sẽ trao đổi với người khác. Này anh bạn, có chuyện gì thế? Á đù, nhìn mặt thằng này có vẻ đần, tôi muốn trao đổi với anh một ngọc lục bảo, và anh sẽ tặng tôi một thứ gì đó. Được thôi, tôi sẽ cho anh một thứ tương tự. What? Anh không có đùa tôi đó chứ? Tôi cảm ơn nhé. Bên này vẫn còn một người nữa. Này anh bạn, anh có chuyện gì thế? À, chuyện là tôi muốn trao đổi. Tôi sẽ cho anh một ngọc lục bảo, anh sẽ tặng tôi một thứ gì đó. Tôi sẽ cho anh một xô sữa tươi. What? Tại sao lại là sữa tươi? What? Sữa tươi nhưng không phải của bò. Này, tôi không lấy sữa này đâu. Đã quá muộn rồi, không lấy thì đừng có trách tôi. Này khoan đã, đừng mà. Anh mau uống hết xô sữa tươi đó đi. Cái gì? Thôi được rồi, tôi sẽ uống. Xong rồi thì bây giờ hãy đi theo tôi. Nó tính dẫn mình đi đâu vậy chứ? Mong nó đừng bóp cò là được. Đến nơi rồi, anh mau vào trong nhà nhanh lên. Vào trong nhà sao? Được rồi, tôi sẽ vào xem. What? Cách quái gì thế này? Sao lại có hai người nằm ở đây thế? Cặp mông bị đánh cho nở hoa luôn rồi. Cách bố trí căn phòng trông thật là đáng sợ. Này anh tính làm cái gì vậy chứ? Sao lại phải đóng cửa? Đừng mà, tôi sẽ la lên đấy. What? Không, đừng mà. Cái gì thế? Tại sao anh lại phá cửa nhà của tôi? Anh mau nói đi chứ. À, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Anh đang đặt cái quái gì thế? Đơn hàng đã được giao đến rồi sao? Tôi phải ra để nhận hàng. Giao hàng bằng máy bay thì chịu rồi. Cố mỗi một đơn hàng bé xíu mà giao cả bằng máy bay. Không biết bên trong là cái gì vậy chứ? Tôi cũng muốn được biết bên trong chứa cái gì. Này này anh bạn, cho tôi xem bên trong có gì nữa. Đừng có xem một mình như thế chứ. Cho tôi xem cùng với nào. Bên trong chứa cái gì thế? Cái gì thế này? Tôi không cần nó đâu, tôi cho anh luôn đấy. Á đù, đồ xịn vậy mà cho tôi hả? Tôi xin nhé, đừng có tức giận. Xem còn cái gì nữa không? Á đù, đôi giày 400 củ. Nhưng tôi không cần thứ này. Thế thì anh cho tôi xin luôn nhé. Cái gì hình tam giác? Á đù, cái này tốt, tôi sẽ lấy cái này. Cái gì thế này? Nó là cái máy massage. Được, tôi rất thích cái này, vậy tôi sẽ lấy nó. Để xem còn cái gì nữa không. Cái gì như búp bê thế này? Này anh bạn, anh ra đây mà xem này. Xem đây là búp bê hay người thật thế? Á đù, nó là người thật đấy. Người thật sao? Được, tôi rất thích nó, tôi sẽ lấy cái này. Này này, anh chính là người xấu. Tôi là biệt đội chống người xấu trong làng. Này anh bạn, anh nghe tôi giải thích cái đã. Đừng có nói gì nữa. Ông chủ, tôi muốn mua. Cậu muốn mua cái gì hả? Tôi muốn mua thứ mà ông có. Một ngọc lục bảo thì mua cái gì chứ? Một ngọc quá ít vậy thì ba ngọc lục bảo. Ba ngọc lục bảo chỉ đủ mua cục đất này thôi. Vậy bảy ngọc lục bảo thì sao? Những bảy viên ngọc lục bảo, cậu muốn cái gì tôi đều sẽ cho cậu hết. Tôi có cả lúa mì và rau củ. Nhưng tôi không cần những thứ đó. Thứ tôi cần chính là ăn ba tô cơm với ông. Bây giờ ông từ chối thì cũng đã quá muộn rồi. Giao dịch thành công. Thế là xong, thật là sảng khoái mà. Cuộc truy đuổi giữa heo Peppa và năm sát thủ, liệu bên nào sẽ giành chiến thắng? Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Heo Peppa trực tiếp nhảy từ ngọn núi xuống, nhưng cô ấy vô cùng bình tĩnh, cuối cùng là tiếp đất vào cái đống rơm. Mọi người nhảy theo và tất cả được an toàn. Giai đoạn đầu chưa ai có trang bị nên rất khó để hạ gục đối thủ. Lấy 5 người đánh 1 người, năm sát thủ đuổi theo heo Peppa để tiêu diệt. Họ thấy việc quan trọng bây giờ là kiếm trang bị. Heo em vào nhà dân làng để cướp, nhưng cuối cùng là bị dân làng cướp trắng trợn. Cứ như thể là đã gặp ma vậy. Những người khác vẫn đang truy đuổi và họ chia nhau ra để kiếm trang bị. Lúc này heo Peppa nhảy xuống biển, sát thủ chỉ biết đứng nhìn mà bất lực. Lúc này tất cả đã chia nhau ra để kiếm trang bị. Heo Peppa may mắn gặp được một con tàu bị đắm. Lúc này cô ngoi xuống để tìm kiếm rừng báu. May mắn đã mỉm cười, cô đã có rất nhiều trang bị, từ đồ ăn cho đến các vật dụng chế tạo. Nhưng lúc ngoi lên bất ngờ đụng độ với sát thủ. Ôi giời ơi! Heo Peppa đã trực tiếp nặn xuống đáy biển. Nhưng lúc này cô bị quái vật đuổi theo, chúng gần như đã bắt kịp cô ấy. Nhưng cuối cùng vì hết oxy, Peppa phải ngoi lên để hít thở. Nhưng đúng lúc này gặp đoàn sát thủ ở trên, gõ cho Peppa phải nặn xuống một lần nữa. Những tên sát thủ này tấu hài là chính, đuổi theo chỉ là làm cho nó thú vị hơn thôi. Một lần nữa Peppa nặn xuống đáy biển, cô nạp thêm cho mình một chút năng lượng, đảm bảo sức khỏe đầy đủ để sẵn sàng chiến đấu. Peppa đã ngoi lên bờ. Ở đây là một sa mạc, những sát thủ đã nhìn thấy và bắt đầu đuổi theo. Cuộc truy đuổi thế là lại bắt đầu. Sát thủ lao đến như một cơn gió, và thế là một sát thủ đã phải nằm xuống. Những thợ săn còn lại vẫn đang đuổi theo Peppa. Cô đã tìm thấy một nơi trú ẩn. Tất cả mọi người đều biết ở đây có một cái bẫy, nhưng phần thưởng của nó cũng rất lớn. Thợ săn đang bàn kế hoạch để lấy kho báu.
Mau đầu hàng đi, bạn thất bại rồi. Đúng là mấy con gà. Đã tìm thấy quỷ lửa, nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta sẽ quay trở về trái đất. Mục tiêu tiếp theo chính là con rồng. Này, nó chạy đâu mất rồi chứ? Bên kia, mau bắt lấy nó. Nó trốn đi đâu rồi nhỉ? Cái gì thế? Nani, hình như có gì đó sai sai. Chạy đâu cho thoát. Đến lúc rồi. Con mắt dò đường, chúng ta sẽ tìm ra cánh cổng đó. Mau đuổi theo nó, đừng để mất dấu. Con đường đến đó còn rất là xa. Tôi phải trèo núi và bơi ra biển, băng qua cả sa mạc. Hả? Chúng ta tiếp tục đi tìm cánh cổng. Vẫn là trên con đường truy tìm cánh cổng. Mày đi cái chỗ ấy. Mạnh mẽ lên chứ. Bruh. Mau giơ tay lên trước khi quá muộn. Tao không giơ thì sao? Chắc chưa. Chúng ta sẽ canh gác ở đây. Nó kiểu gì cũng sẽ tìm đến. Ở đây đông vui thế nhỉ? Mình sẽ nén đặt ngọc vào trong. Mau bắt lấy nó, đừng để nó tiêu diệt con rồng. Đây chính là vùng đất của con rồng cai trị. Tất cả mọi người cũng đã dịch chuyển đến. Này, sao không thấy con lợn đó đâu? Ở đằng kia, mau bắt lấy nó, đừng để nó đánh bại con rồng. Các bạn thì làm sao đuổi kịp tôi chứ? Nhanh cái chân lên, sắp thua rồi đấy. Một phát, hai phát, ba phát, thế là xong. Chưa có xong đâu. Hả? Mau đứng lại. Mình còn tuyệt chiêu cuối cùng. Trò chơi đã kết thúc. Bắt được rồi.